Không ngoài dự đoán của nhiều người, Sheffield United đã không thể nào tránh khỏi thất bại ở vòng đấu vừa qua khi phải đến làm khách trước Man City và gục ngã ngay trên thánh địa Etihad. Tuy nhiên, với việc chỉ phải để lọt lưới một bàn duy nhất trước một trong những đội bóng có hàng công mạnh mẽ như đội bóng nửa xanh thành Manchester, thì có thể nói đây là trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Thierry Schneider đã tập trung thi đấu cao độ. Thậm chí nếu như hàng phòng ngự của The Blades truy cản quyết liệt hơn trong pha đột nhập vào vòng cấm của Ferran Torres dẫn đến bàn thua duy nhất, thì có lẽ họ cũng đã không để thủng lưới sớm đến như vậy. Càng đáng khen cho thầy trò huấn luyện viên Thierry Schneider, khi người đồng nghiệp Pep Guardiola cũng đã dành không ít lời có cánh dành cho chiến lược gia người Anh sau trận đấu. Tất nhiên, với trận thua này thì Sheffield United vẫn đang đứng dưới đáy bảng xếp hạng Premier League và hiện đã để cho nhóm an toàn bỏ xa đến 13 điểm. Đến với vòng đấu tiếp theo, Sheffield United sẽ bước vào trận chung kết. Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu quyết định ngôi vương thường thấy, mà đây chỉ là trận chung kết ngược để xác định chiếc đội bóng có khả năng cao nhất phải xuống hạng mùa này. Dẫu cho đang phải đứng dưới đáy bảng xếp hạng, nhưng không phải vì vậy mà đội bóng của huấn luyện viên Thierry Schneider để cho các chuyên gia đánh giá quá thấp về mình. Đừng quên trong 6 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, Sheffield United đã có cho mình đến 4 chiến thắng và chỉ để thua 2 trận trước các gã khổng lồ như Tottenham và Man City mà thôi. Người hâm mộ của The Blades càng sẽ yên tâm nhiều hơn, bởi ít ra 2 trong 3 trận được chơi trên sân nhà gần nhất thì đôi bóng con cưng của họ cũng đã mang về 2 chiến thắng. Vì vậy, với điểm tựa vững chắc đến từ sân nhà và phong độ thi đấu vẫn đang khá ổn như hiện nay, thì chỉ cần các học trò của huấn luyện viên Thierry Schneider thi đấu đúng như cái cách đã thể hiện trước 2 đội bóng thành Manchester trong 2 vòng đấu gần đây, thì một chiến thắng ở trận này sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Đừng quên trong 20 năm qua, chưa bao giờ Sheffield United lại để thua trước West Brom cả 2 trận trong cùng một mùa giải. Phía bên kia sân, kết quả mà West Brom có được ở vòng đấu vừa qua không đến nỗi tệ như đội bóng chủ sân Bramall khi ít nhất họ vẫn có được một điểm sau trận hòa 2-2 trước Fulham. Dẫu vậy, kết quả này cũng không khác gì một trận thua trong lòng người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Allardyce, bởi cái tên Fulham không phải là đội bóng quá vượt trội và thậm chí có lúc họ đã vươn lên dẫn trước đối thủ, nhưng những gì mà The Baggies mang đến cho người hâm mộ chỉ là cú tát vào mặt. Lối chơi quá cầu toàn trước một đội bóng được xem là cùng cấp đã khiến đội bóng của huấn luyện viên Allardyce mất điểm một cách đáng tiếc, bởi sau khi vươn lên dẫn trước thì họ lại nhường thể chủ động cho đối phương và chỉ tập trung vào phòng ngự. Với việc đánh mất số điểm tối đa thì West Brom vẫn chưa thể nào cải thiện vị trí của mình khi họ vẫn đang đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Premier League với 12 điểm, hiện đang nhỉnh hơn đội bóng chủ nhà ở trận này 4 điểm và kém nhóm an toàn đến 9 điểm. Bước vào chuyến hành quân lần này, như đã nói ở trên thì đây cũng là trận chung kết ngược đối với West Brom, bởi cơ hội để cho họ đối mặt với những đội bóng yếu hoặc ngang cơ đã vụt mất, và nếu như tiếp tục không thắng ở trận này thì việc trụ hạng của thầy trò huấn luyện viên Allardyce cũng sẽ rất mong manh, bởi sau trận đấu này họ sẽ liên tiếp bước vào những cuộc chạm trán không cân như với Tottenham và Man United. Nhìn lại 13 trận đấu gần nhất đã qua của West Brom trên mọi mặt trận, họ chỉ mới có cho mình một chiến thắng duy nhất, còn lại 3 trận hòa và để thua đến 9 trận. Còn nếu như chỉ tính về mặt thành tích trên đất khách, thì kể từ đầu mùa giải đến giờ, The Baggies chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất trước Hove đang gặp khủng hoảng, còn lại 3 trận hòa và để thua 6 trận. Mọi thứ ngay lúc này đều đang chống lại đội bóng của huấn luyện viên Allardyce. Người hâm mộ của West Brom càng sẽ lo lắng nhiều hơn, bởi dẫu cho đội bóng con cưng của họ đang nhỉnh hơn đối thủ đến 4 điểm, nhưng số bàn thua mà West Brom phải nhận lấy ở mùa này đã cán mốc 50 bàn, trong khi đó Sheffield United chỉ để lọt lưới 34 bàn mà thôi. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Sheffield United với West Brom. Tỷ lệ nổ tài của Sheffield United đạt 30%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 50%. Có 70% kết quả về lẻ. Sheffield United ghi được 10 bàn, để thủng lưới 13 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1 bàn. Tỷ lệ nổ tài của West Brom đạt 80%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 40%. Có 50% kết quả về lẻ. West Brom ghi được 10 bàn, để thủng lưới 27 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1 bàn. Dự đoán kết quả Sheffield United với West Brom. Nhìn chung ở thời điểm này, Sheffield United đang nhỉnh hơn đối thủ về mọi mặt và họ chỉ kém hơn về số điểm trên bảng xếp hạng mà thôi. Thẳng thắn mà nói, một kết quả từ hòa đến thắng sẽ thuộc về Sheffield United và kết quả của trận đấu sẽ có từ 3 bàn trở lên,